xúc động chồng nhập ngũ 2 năm trở về, vừa tới đầu ngõ, vợ đã vội bế con, bật khóc ôm chồng. 2 năm không phải là khoảng thời gian quá ngắn, nhưng cũng không phải là quá dài, đủ để người con gái một dạ một lòng sắt son đợi chồng đi quân ngũ. Trong 2 năm anh chồng rạng rỡ trở về, vừa vào đến đầu ngõ đã gặp người vợ bồng con ra đón. Đã vậy còn tinh nghịch nấp vào một góc, đợi chồng bước đến gần thì nhảy ra tạo bất ngờ. Những cái ôm thấm thiết, những giọt nước mắt hạnh phúc chực chờ tuôn rơi trong niềm vui và cảm xúc vỡ òa sau nhiều năm xa cách. Hòa vào không khí Tết đông đầy, không chỉ riêng gia đình của hai vợ chồng trong đoạn clip có được khoảnh khắc sum vầy, mà còn không ít gia đình cũng đón nhận cùng chung một bầu không khí ấm áp ấy. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại, mấy ngày gần Tết thế này lại càng cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu. Tầm này thì phải nấu cơm sớm rồi ăn cho sớm, con thì gửi ông bà ngay nhé. Bạn thật may mắn và hạnh phúc, còn tôi ra quân lại không được một ai đưa đón. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.